Cửa hàng xe máy Thanh Đoàn chào tất cả anh chị em bạn bè nha, cô dì chú bác nha. Chúc mọi người một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui nha. Hôm nay mình sẽ lên tiếp một chiếc xe AB nha, đăng ký cuối 2009 nha, biển số 61, chính chủ ký giấy nha. Xe mới về nha, cực đẹp luôn nha anh chị em bạn bè. Đây mình quay được tiếp cho mọi người cùng xem luôn. Xe đi cả gần chục năm nhưng mà như mới nha. Máy móc bao êm bao rin nha. Quá xuất sắc, quá đẹp luôn. Anh chị em bạn bè có nhu cầu mua ghé cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nha. Tại 465 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương cùng xem xe và mua ủng hộ mình nha. Đây nha, mình quay cận cảnh nha. Nước sơn rin này, xe mới lột keo nha, như mới luôn nha. Mọi người xem được clip này cho mình một nút đăng ký nha. Một nút theo dõi, một nút đăng ký nha, cho nhiều người được biết tới cửa hàng hơn nha. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi clip này nha.